còn không trả gì mãi đi để không muốn ăn thì ăn trời. Góc nhà cho ăn gì là ăn nấy với cô hả? Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Để đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV á ghé một cái địa chỉ rất là nổi tiếng về phở nha cô chú, ở trên đường Hậu Giang quận 6. Đó là 125 đường Hậu Giang phường 5 quận 6. Phở cô Hồng nè. Cô đang làm phở cho khách đó. Cái tái đập thêm cái hộp. Rồi làm xong rồi. Tái được rồi. Gà vô rồi, làm chén một gà riêng đi. Làm chén một gà riêng được không? Rồi để làm cho. Dạ như một chén một gà riêng đó là bao nhiêu của Hồng? 1.000 10.000 Bị liệu. Lát 1.000 ta chạy lại dạ. Bán không kịp luôn á. Bán không kịp luôn á. 10.000 một trứng một gà hai trứng nha cô chú. Một trứng. Có huyết nữa. Đúng rồi, có huyết. Dạ. Đó, cô múc cô để lại nha. Cái gì? Đạm diêm. Chén đây chưa có là anh ơi. Chưa có. Cô Hồng bán được bao nhiêu năm rồi cô Hồng? 35 năm. Dạ. Để đâu mà tôi không nhìn thấy rồi. Dạ. Trời kiếm này cái đó chỉ có mình kiếm nha. Bán 35 năm rồi nha cô chú. Để đó là tôi không có thể nào tôi lấy tới đó được đâu mà kiếm. Đây là một trứng kêu thêm nè. 25.000 chén này. Dạ, là trứng này là 25.000 nha cô chú. Phở cô nấu rất là ngon, hồi nãy mình thưởng thức trước rồi. Dạ. Yeah. Nói chung là mưa này cũng bán chậm đó. Dạ. Yeah. Trời mưa đúng là trời mưa cũng không ai đi hết. Dạ. Yeah. Không hành không giá luôn rồi cô Đào. Không giá không béo. Không giá không béo lấy hành được. Rồi không giá không béo. Không giá không béo là 40.000 luôn. Dạ 40.000 luôn. Cũng mua về cũng vậy. Không biết nó có lấy tường gì không nha. Ở địa điểm này luôn hả cô Hồng? Không nhiều địa điểm lắm. Dạ nhiều địa điểm hả cô? Dạ. Nhưng mà bây giờ mướn được nhà này thì đi. Dạ.
muối gì về em ơi? Dạ một cái tái viên không lấy bánh về. Rồi, dạ, 40 con ha. Số đặc biệt của cô Hồng là bao nhiêu cô Hồng? 50 à con? Dạ. Còn lại là 40. Đúng rồi. Dạ. Cái nào cũng 40 hết. Dạ. Dễ thu tiền. Dạ. Ờ, của anh này 40 luôn. 40. Cái này là xương quá cô Hồng. Không, cái này dụng gân á. Dụng gân thầy cô. Dạ. Còn này là bò viên. Viên. Này là nạm. Cô chú, cái này là gân trong nè. Đó, gân trong nè. Đó, cô chú tới này, món gì là cô Hồng là cái này là dụng. Dạ. Là cô Hồng sẽ làm cho cô chú thôi nha. Ôi 400 tao. Cái này là huyết bò hả cô Hồng? Huyết tái nè. À tái hả? Tái này nó chảy ra nước á. Dạ dạ. Huyết bò đấy. Tái mình cắt rồi ướp lạnh nó chảy ra nước. Dạ. À nó mang về đi. À nó cô để thằng ở trong bút nước đi, bỏ trong đó luôn đi. Tức là một phần của cô đó cô chú chị và các bạn là từ 40 cho đến 50k, 50k là tô đặc biệt, còn lại là 40 nha. À, cô mình thấy là cô bán hủ tiếu nè, mì nè, rồi phở. Giá hành đầy đủ ha đi. Vâng. Cái này là cái khách vô mình có thể là ngồi nhà, trong nhà ở ngoài cũng được nha cô chú. Gầu không có rồi. Ở trong nhà cô là hoàn toàn này không có gầu. Cô Hồng sắp xếp nhiều bàn ghế lắm. Đấy con này. Ngồi trong nhà đấy. Còn cái này ít bánh nha. Rồi. Ánh gì người đẹp rồi nghe luôn. Đây là hủ tiếu nha cô chú, hủ tiếu mì luôn. Mì sợi, mì gói. Dạ, mì sợi, mì gói. Cô chú thích ăn cái gì là có đến đấy. À, liên quan đến phở, hủ tiếu. Dạ. Cô Hồng làm nhanh tay lắm.
Đây vậy? Trong cho khách đó nghe, của chú anh chị các bạn. Cái này khỏi lấy hàn nha thím. Thôi. Dạ. Cô chú vô kêu, nếu mình kêu tô đặc biệt là cô sẽ làm tô đặc biệt là 50k. À. Còn lại là 40k. Với trọng thấy khoa học nè. Dạ. Nên là cô chú thấy không, cô Hồng trụng sơ đâu rồi là nó vừa chín chín với mình hãy nóng vô nữa là ok đó. Nếu mà khách nào mà thích ăn tái sống thì cô làm tái sống thôi, nhưng mà thường ăn tái chín chín này cô Hồng rồi. À chín sống mới xài. Dạ sống mới xài. Chú này ăn món gì? Bữa trưa lên bánh nước trong rồi chị. Rồi đủ thứ. Đầu hành em có củ cải. Cái này là lấy nước trong rồi thím. Dạ, nước trong.
vú miếng cục cải đây để lựa cho thím thím. Rồi nó chồng. Nóng hổi tôm mỡ nóng hổi hấp dẫn. Đây là chanh nè cô chú, chanh với nước tương nữa là cô Hồng để mang về đó nha, để bỏ bịch mang về. Nhích bếp lên chút đi, tí mời. Nhích bếp lên chút đi. Hết gà hả? Hành, tí đầu gà hành nhiều, tiêu nhiều. Có luôn á, đường quá dài, đường quá trời cao. Ủa hai đứa có ăn phở không kìa?